Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 9h10 được phát sóng hàng ngày trên kênh CRTV của Đài Phát Thanh Truyền hình Cao Bằng. Những tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay thứ năm, ngày 27 tháng 10. Trong hai ngày 26 và ngày 27 tháng 10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng, Hòa giải ở cơ sở năm 2022 cho lãnh đạo cán bộ Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố, thành viên Ban Thanh tra Nhân dân, Ban Giám sát Đầu tư của Cộng đồng trên địa bàn thành phố Cao Bằng. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã được nghiên cứu các chuyên đề, một số vấn đề về giám sát phản biện xã hội của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tổ chức hoạt động của ban giám sát đầu tư của cộng đồng hướng dẫn xây dựng dự toán quyết toán kinh phí hoạt động của ban thanh tra nhân dân ban giám sát đầu tư của cộng đồng quy trình nội dung cơ bản triển khai công trình dự án những vấn đề cần lưu ý trong quá trình giám sát hướng dẫn xây dựng báo cáo giám sát đầu tư của cộng đồng thông qua lớp tập huấn các đại biểu được trang bị thêm kiến thức tổ chức và hoạt động của mặt trận tổ quốc việt nam qua đó chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn hướng dẫn triển khai nhiệm vụ giám sát phản biện xã hội nghiệp vụ giám sát của ban thanh tra nhân dân ban giám sát đầu tư của cộng đồng phù hợp với nhiệm vụ của địa phương đồng thời chủ động phối hợp với ủy ban nhân dân cung cấp nắm tình hình triển khai công trình dự án trên địa bàn tập trung vào các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững ngày 26 tháng 10, huyện ủy Bảo Lạc tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện với nhân dân xã Xuân Trường, huyện Bảo Lạc. Tại buổi đối thoại, hơn 60 đại biểu đại diện cho nhân dân tại 14 xóm của xã Xuân Trường đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 10 tháng đầu năm và nhiệm vụ giải pháp 2 tháng cuối năm 2022. Báo cáo trả lời các ý kiến kiến nghị của nhân dân tổng hợp trước hội nghị đối thoại trực tiếp bà con kiến nghị chính quyền làm rõ các nguồn vốn hỗ trợ kinh phí kế hoạch xây dựng các tuyến canh mương hỗ trợ xi măng vật liệu làm đường giao thông nông thôn xây bể chứa nước sinh hoạt cho các xóm hướng dẫn chuyển giao khoa học kỹ thuật hỗ trợ kinh phí cho nhân dân phát triển các mô hình chăn nuôi trồng trọt kéo điện lưới sinh hoạt cho các nhóm xóm chưa có điện hỗ trợ kinh phí xóa nhà tạm nhà rột nát cho các hộ dân đã làm nhà xong Đặc biệt, bà con đề nghị huyện tập trung đầu tư kinh phí xây dựng xã Xuân Trường thành trung tâm du lịch, điểm kết nối trung chuyển giữa Hà Giang và Cao Bằng. Sớm cho chủ trương thực hiện quy hoạch chi tiết trung tâm xã, quy hoạch xây dựng quy chế quản lý khu danh thắng cảnh, khâu cấp trà, hỗ trợ các hộ gia đình phát triển du lịch cộng đồng. Các ý kiến kiến nghị của nhân dân đã được các cơ quan ban ngành chuyên môn và người đứng đầu cấp ủy chính quyền huyện Bảo Lạc giải trình. Ngày 26 tháng 10, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức hội thảo khoa học giải pháp bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Đồng chí Sầm Việt An, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, chủ nhiệm đề tài, chủ trì hội thảo. Trang phục và nghệ thuật trang trí hoa văn trên trang phục truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Cao Bằng đã và đang đứng trước nguy cơ mai một. Hiện nay chỉ còn một số ít dân tộc còn sử dụng trang phục truyền thống trong sinh hoạt hàng ngày và trong lao động sản xuất như người đồng An, người Giao Tiền, dân tộc Lô Lô, Sán Chỉ. Số còn lại chỉ sử dụng trang phục truyền thống trong các dịp lễ Tết, biểu diễn văn nghệ, chủ yếu là phụ nữ trên 50 tuổi. Chính vì vậy, việc bảo tồn và phát huy các giá trị của trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số đang trở thành vấn đề cấp bách trong xu thế hội nhập và phát triển, và được chính chủ thể là đồng bào dân tộc quan tâm, Hội thảo được tổ chức nhằm mục tiêu tập hợp hệ thống tư liệu và nghiên cứu đánh giá giá trị thực trạng và đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy các giá trị trang phục truyền thống của các dân tộc trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức hội thảo, ban tổ chức đã nhận được 30 bài tham luận của các sở ban ngành, ủy ban nhân dân các huyện, phòng văn hóa và thông tin, các nhà nghiên cứu góp phần làm rõ hơn về thực trạng, hạn chế, định hướng giải pháp về công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các vấn đề được đưa ra thảo luận trong hội thảo có ý nghĩa quan trọng là cơ sở xây dựng các chương trình dự án, chính sách hỗ trợ, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thời gian tới. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh vừa chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt đối tượng Ma A Báo, sinh năm 1996, trú tại xóm Khao Dề, xã Thái Sơn, huyện Bảo Lâm, là đối tượng truy nã của Công an huyện Bảo Lâm về tội đánh bạc. Trước đó, ngày 24 tháng 6 năm 2022, Công an huyện Bảo Lâm bắt quả tang Ma A Páo cùng nhóm đối tượng khác đang tổ chức đánh bạc tại khu 2 thị trấn Bắc Miều, huyện Bảo Lâm. Sau đó, Ma A Páo cùng các đối tượng này đã bị Công an huyện Bảo Lâm khởi tố về tội đánh bạc. Trong thời gian này, đối tượng Ma A Páo đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến ngày 24 tháng 10, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bắc Giang bắt được Ma A Páo khi đối tượng này đang lẩn trốn tại khu công nghiệp Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Theo thông tin từ Sở Y tế từ 17 giờ ngày 25 tháng 10 năm 2022 đến 17 giờ ngày 26 tháng 10 năm 2022, tỉnh Cao Bằng ghi nhận thêm 7 trường hợp mắc COVID-19 mới, cụ thể như sau: Thành phố Cao Bằng 1 trường hợp, huyện Trùng Khánh 3 trường hợp, Hà Quảng 2 trường hợp, Hòa An 1 trường hợp. Các huyện còn lại không ghi nhận ca mắc mới. Đến nay Cao Bằng có 98.047 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Bộ Y tế khuyến cáo hiện nay, tình hình mắc COVID-19 trong tỉnh cũng như trong nước có xu hướng giảm. Tuy nhiên, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm những giải pháp phòng chống dịch theo công thức 2K, khẩu trang, khử khuẩn và các biện pháp khác trước sự xuất hiện của biến thể phụ BA.4, BA.5 của biến thể Omicron và các biến thể khác. Khuyến khích đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh vệ sinh cá nhân sạch sẽ, vệ sinh môi trường nơi ở, nơi làm việc, học tập. Tự giác tích cực tham gia tiêm chủng vaccine phòng chống dịch COVID-19 kịp thời, đầy đủ. Mũi 3 và mũi 4 cho người từ 12 tuổi trở lên. Liều cơ bản cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Mục tiêu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã đề ra, bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả. Tiếp theo sau đây sẽ là tin tức trong nước quốc tế. Nhiều đại biểu quốc hội kiến nghị chính phủ cân đối nguồn để đảm bảo điều chỉnh tăng lương sớm hơn từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Tổng hợp ý kiến từ 19 tổ thảo luận về ngân sách, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết nhiều ý kiến nhất trí với mức tăng lương cơ sở lên mức 1,8 triệu đồng một tháng và tăng chi trả cho một số đối tượng như phương án chính phủ trình. Một số ý kiến nhận thấy chính phủ trình Quốc hội về tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng, tăng khoảng 20%. Thời điểm thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, như vậy từ lúc tăng lương từ tháng 7 năm 2019 cho đến tháng 7 năm 2023, tới đây là 4 năm. Một số đại biểu cũng có ý kiến đề nghị xác định thời gian cụ thể thực hiện cải cách tiền lương từ năm 2024 trong nghị quyết của Quốc hội tránh tình trạng trì hoãn, kéo dài việc thực hiện nghị quyết của Trung ương. Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng, trong khi chưa thực hiện cải cách tiền lương theo quy định tại Nghị quyết số 27 của Trung ương, cần có quy định cụ thể trong việc quản lý sử dụng nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng, bảo đảm sử dụng hiệu quả đúng mục đích nguồn lực này. Tại kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15, chính phủ đang trình Quốc hội điều chỉnh tăng lương cơ sở từ mức 1,49 triệu đồng một tháng lên mức 1,8 triệu đồng một tháng, tăng khoảng 20,8% lương cơ sở cho cán bộ công chức, viên chức, tăng chi lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo khoảng 12,5% và hỗ trợ thêm đối với đối tượng nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp tăng chi trợ cấp ưu đãi người có công và tăng chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở khoảng 20,8%. Nếu được thông qua, việc điều chỉnh này dự kiến thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2023, đồng thời từ ngày 1 tháng 1 năm 2023, điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở, theo kết luận số 25 KLTU ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Bộ Chính trị. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phóc, tổng số tiền giãn, giảm thuế, phí và lệ phí trong năm 2022 là rất lớn, lên tới 233.000 tỷ đồng. Bộ Tài chính cho biết, trước bối cảnh giá dầu thế giới và giá xăng dầu thành phẩm thế giới liên tục tăng dẫn đến giá xăng dầu trong nước tăng cao thời gian qua, để góp phần ổn định giá xăng dầu, kiềm chế lạm phát và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đảng và Nhà nước đã đề ra, Bộ Tài chính đã và đang trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh chính sách thuế đối với xăng dầu. Về thuế bảo vệ môi trường, đã đề xuất giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ngày 1 tháng 1 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2022, từ 3.000 đồng một lít xăng xuống còn 1.500 đồng một lít. Giảm 70% mức thuế bảo vệ môi trường đối với dầu hỏa và giảm 50% mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn, trừ nhiên liệu bay từ ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến hết ngày 10 tháng 7 năm 2022. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án đẩy nhanh thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, sự toán, lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án theo kế hoạch. Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản gửi các ban quản lý dự án 26785, Thăng Long, đường Hồ Chí Minh, Mỹ Thuận, đường Sắt, Hàng Hải, đường Thủy, các cục quản lý chuyên ngành và Sở Giao thông Vận tải các địa phương về việc đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án trong giai đoạn năm 2021-2025 và khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để khởi công các dự án năm 2022 theo kế hoạch. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu đối với các dự án khởi công mới, chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải đẩy nhanh thủ tục lập thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế, dự toán, đấu thầu lựa chọn nhà thầu để khởi công dự án theo kế hoạch đã cam kết. Đồng thời, lập kế hoạch triển khai đối với từng dự án, làm cơ sở đôn đốc đánh giá kết quả thực hiện và điều hành tổng thể kế hoạch vốn đầu tư năm 2022, xây dựng kế hoạch giải ngân chi tiết tương ứng với các mốc tiến độ thực hiện cho từng công tác, hạng mục chi phí đối với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư chưa phê duyệt dự án đầu tư phải giả soát lập lại tiến độ đảm bảo tính khả thi phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành địa phương và các cơ quan liên quan để giải quyết rứt điểm các thủ tục theo quy định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng khung chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư đánh giá tác động môi trường mỏ vật liệu bãi thải hợp vốn của địa phương và trung ương hoàn thiện hồ sơ dự án đầu tư để phê duyệt theo tiến độ đã cam kết Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký quyết định 1286QDTTC phê duyệt chương trình bảo đảm nguồn cung ứng vaccine cho tiêm chủng đến năm 2030. Mục tiêu của chương trình là đáp ứng đủ nhu cầu vaccine phòng các bệnh truyền nhiễm bắt buộc triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng, vaccine dùng cho tiêm chủng dịch vụ và vaccine dùng trong phòng chống dịch bệnh. Đến năm 2025, làm chủ công nghệ sản xuất 10 loại vaccine sản xuất được tối thiểu 3 loại vaccine trong đó có vaccine phòng bệnh phối hợp 5 trong 1, phòng các bệnh, bạch hầu, ho gà, uốn ván và một trong hai bệnh bại liệt hoặc viêm gan B. Đến năm 2030, làm chủ được công nghệ sản xuất 15 loại vaccine, sản xuất được tối thiểu 5 loại vaccine. Các vaccine sản xuất trong nước bảo đảm đạt tiêu chuẩn tương đương với tiêu chuẩn quốc tế nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù ưu tiên ưu đãi cho việc nghiên cứu sản xuất vaccine về cơ chế chính sách nghiên cứu ban hành cơ chế đặc thù ưu tiên ưu đãi cho việc nghiên cứu sản xuất vaccine nhất là đối với vaccine phòng các bệnh mới nổi nguy hiểm có khả năng lây nhiễm cao các loại vaccine mới chưa có tại việt nam các vaccine phối hợp vaccine phòng các bệnh chưa được triển khai trong chương trình tiêm chủng mở rộng đề xuất xây dựng các quy định liên quan đến cấp phép lưu hành đấu thầu mua sắm cung ứng sử dụng vaccine để triển khai thực hiện hiệu quả về tăng cường cơ sở vật chất và khoa học công nghệ, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện cho mở rộng quy mô hệ thống kiểm định, phát triển trung tâm nghiên cứu khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo về vaccine. Chuyển sang tin quốc tế, các loại virus đường hô hấp đang lây lan với mức độ cao tại Mỹ trong bối cảnh nhiệt độ bắt đầu giảm, làm gia tăng số ca lây nhiễm ở trẻ em trên toàn quốc. Giới chuyên gia y tế bày tỏ lo ngại nguy cơ xảy ra đồng thời ba căn bệnh về hô hấp gồm cúm, COVID-19 và bệnh do virus hợp bào hô hấp, theo đó kêu gọi người dân đi tiêm phòng cúm và COVID-19. Cúm, COVID-19 và bệnh viêm đường hô hấp do virus RSV gây ra là những căn bệnh hô hấp có khả năng lây truyền cao. Các chuyên gia y tế cảnh báo trẻ em có bệnh lý nền như bệnh về phổi hoặc tim mạch có nguy cơ mắc bệnh nặng khi nhiễm các loại virus gây các bệnh đường hô hấp này. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.